Trong danh sách vừa được huấn luyện viên Isara Saritaro công bố, chỉ 3 người từng tham dự SEA Games 32 cách đây 3 tháng. 12 trong số này đang khoác áo các câu lạc bộ Thai League nhưng chủ yếu ngồi dự bị. Việc giải U23 Đông Nam Á diễn ra khi Thai League năm 2023 năm 24 vừa khởi tranh nên câu chuyện quyền lợi giữa câu lạc bộ với đội tuyển quốc gia một lần nữa trở thành chủ đề nóng. Các câu lạc bộ không nhả những Jonathan Khemdi, Leon James, Urasei Tosadit, Tirasak Poifaimai, bởi họ đang giữ vai trò quan trọng tại đội bóng chủ quản. Đây là điều U23 Việt Nam thuận lợi hơn Thái Lan khi V-League 2023 vừa kết thúc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có điều kiện gọi những thành viên đội 1 của các đội bóng V-League dự giải U23 Đông Nam Á như Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy, SHB Đà Nẵng, Bùi Vĩ Hào, Bình Dương, Quan Văn Chuẩn, Hà Nội. Nhưng vì U23 Việt Nam phải chia quân cho vòng loại U23 châu Á 2024 nên đội hình đi dự giải U23 Đông Nam Á 2024 cũng không phải là mạnh nhất. Trở lại với U23 Thái Lan, họ đem đến giải đấu sắp tới một đội hình lạ lẫm, có tuổi đời trung bình chỉ 21,35 tuổi, tức trẻ hơn nhiều so với độ tuổi quy định 23. U23 Thái Lan nhỏ tuổi gần ngang đội hình của U23 Việt Nam. Có lẽ tại giải U23 Đông Nam Á sắp diễn ra, Thái Lan cũng muốn thử nghiệm nhân sự và lối chơi cho vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào đầu tháng 9. Nhưng với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Chùa Vàng chắc chắn hạ quyết tâm đăng quang khi lần gần nhất họ vô địch giữa U23 khu vực đã là 2005. Tại sự kiện sắp tới, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Brunei, Campuchia và Myanmar, bảng B có các đội Malaysia, Indonesia và Timor-Leste, còn Việt Nam trung bảng Lào, Philippines ở bảng C.